Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Thế Giới Máy. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bạn một sản phẩm mới của Oshima, đó là bình xịt điện OS20. Với đặc biệt là bình ắc quy được sử dụng làm bằng lithium. Bây giờ chúng ta hãy khui thùng xem chiếc máy này như thế nào nhé. Khi khui thùng ra thì ta sẽ thấy có một cần xịt. Và đây là thân máy. Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra phụ kiện. Chúng ta có lọc rác. Bên trong sẽ có dây xịt. Sẽ hướng dẫn sử dụng. Adapter. Tay bóp bằng gì nữa. Bộ dây đeo lưng. Đầu xịt 3 mét inox. Một bộ vét để các bạn thay thế trong khi sử dụng. Và bây giờ tôi sẽ lắp ráp chiếc máy này cho các bạn xem. Đầu tiên thì ta sẽ lắp dây xịt vào trong thân máy. Các bạn bạn chặt sau đó dùng khóa chiết lại. Tiếp theo thì ta sẽ lắp tay cầm vào trong dây xịt. Thế ta sẽ lắp cần xịt. Và lắp bé xịt. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắp dây đeo cho máy. Đầu tiên ta sẽ luồn qua khe để buộc dây và luồn trở ngược lại. Phía dưới thì ta sẽ lắp móc vào phía bên dưới. Tương tự với chiếc dây đeo còn lại. Và như vậy là tôi đã ráp xong chiếc máy OS20 L12 này. Về các tính năng sử dụng thì các bạn có thể sử dụng thông qua công tắc tắt mở. Chỉ cần bật công tắc lên là bơm sẽ hoạt động. Khi bật công tắc lên bơm hoạt động thì đèn báo trong bình ắc quy sẽ sáng. Hoặc các bạn có thể điều chỉnh tốc độ phun của máy thông qua những điều kiện này. To nhỏ tùy thuộc theo mục đích sử dụng của bạn. Thì ở bên hông này thì ta sẽ có dắt để cắm adapter. Khi sạc bình ắc quy thì các bạn sạc từ 4 đến 6 tiếng
thì mình có quy chế đầy và đèn thêm adapter sẽ báo màu xanh. Và như vậy là tôi đã giới thiệu xong sản phẩm bình xịt điện OS20 L12 này. Đối với dòng bình xịt điện sử dụng ắc quy lithium thì có hai sự lựa chọn cho các bạn là OS20 L8 và OS20 L12, tương ứng với bình ắc quy 8Ah và 12Ah cho các bạn lựa chọn. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp xem sản phẩm tại cửa hàng 34 Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên nhấn nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và đồng thời nhấn nút chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải một video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.